Toàn xin chào cả nhà. Hôm nay Toàn chào bán một chậu đan hoa khá là nhiều kỳ. Hai thân hoa. Đây là cây năm cái trắng Sơn La cả nhà. Cái chậu là chín chậu này luôn, đợt trước đã nở rồi. Và đây cả nhà, đây là hoa năm cánh trắng Sơn La. Cũng khá là lạ mắt. Rồi chúng ta đi vào cây ngày hôm nay. Thì đây là hoa năm ngoái nè cả nhà. Một triệu cho chậu cây này. Sơn La đang nụ. Năm cánh trắng Sơn La đang nụ. Chúng ta về chơi hoa và có giống. Tiếp theo là hôm bữa Toàn có đây này cả nhà. Cây bệt yến thanh. Thì Toàn lấy cái mặt hoa bệt yến thanh ra. Đây, rất là tươi sáng, một dòng hoa bệt mũi trắng và năm cánh rất là sáng sủa. Cái bông hoa này, cái gam màu nó rất là sáng cả nhà. Ưu điểm của một dòng bệt mà được gam màu sáng thì cũng khá là hay ho. Đa số những dòng bệt thì gam màu nó sẽ chuyển qua gam màu hơi tối. Một cây đây nè, hoa bữa này. Ngắt rồi. Cái bệt yến thanh số 1 Toàn chào bán giá 200.000. Kỳ 52, bệt yến thanh số 2 250.000. Bệt yến thanh số 3 cũng 250.000 luôn cả nhà. Kỳ năm thứ 2 rễ chạy đẹp thuần rồi. Đây hoa đây, cho cả nhà yên tâm. Tiếp theo là năm cánh trắng Phú Quý. Một dòng cây mà mũi trắng. Cái tên khá là hay. Và ngày xưa giá cũng rất là đắt đỏ. Đây là mặt hoa mắt xước. Mắt xước khuôn cũng khá là ok. Đây là lần nở gần nhất. Một tấm hình rất là đẹp. Còn chúng ta tham khảo những tấm hình phía sau. Bây giờ thì đây là có cả clip cả nhà. Bây giờ thì hoa khá là rẻ rồi, chúng ta mua về chơi. Tại vì không có còn quan trọng giá nữa. Mũi trắng nha cả nhà. Tuy nhiên thì Phú Quý thì cũng có đôi lần nó sẽ ra mũi màu giống như Bạch Tuyết. Cây Phú Quý cũng là một cây cũng khá là kỵ thuốc kích nha cả nhà. Như bên Toàn làm thì cũng thuốc nó không đạt. Phú Quý Phù Mỹ thuốc không đạt. Cây Phú Quý số 1 khoảng cỡ 15 xăng. Cây số 1 Toàn chào bán giá 600.000. Phú Quý số 2 600.000. Đó là hai cây năm cá trắng Phú Quý Toàn chào bán. 600.000 cho Phú Quý. Tiếp theo là năm cá trắng Nha Trang. Ủa anh dời năm cá trắng Nha Trang rồi anh. Mặt hoa năm cái trắng Nha Trang cả nhà. Lưỡi tim bệt gam màu hồng.
chúng ta quan sát những bông hoa thì quan sát nhiều bông thì sẽ có một cái nhìn khách quan hơn về bông hoa, về giống hoa. Bệt màu hồng, 5 cánh màu trắng. Cái này chơi một chậu chuỗi hoa cũng khá là sướng mắt. Đây cả nhà, những cây 5 cánh trắng Nha Trang. Cây số 1. Tất cả đều đồng giá 380.000 hết. Hàng ươm cây tự nhiên nên rất khỏe. Cả nhà, nó cùng một lứa hết. Và một điều là những cái cây mà ít lá ở phía trên thì thường thường là rễ sẽ nhiều ở phía dưới, giống như một cái gọi là quy luật bù trừ ở cả nhà. Cây này nè, hôm rồi lấy chung với cái lô này nè, mà cây này nó to nhưng mà cây này nó có lớn, nhìn thấy lá nhiều ham nha, mắt ngủ còn nhưng mà nó đâu có lớn mà. Hai cây còn sót lại từ cái lô trước. Mà quy luật bù trừ hết cả nhà. Những cái hàng ươm cây tự nhiên này thì ok. Đồng giá 5 cánh trắng Nha Trang, mặt hoa như hình, gam màu hồng tươi sáng. Giá là 380.000. Ngoài ra bên Toàn hiện tại đang có tiếp theo là thêm hồng phấn nữa cả nhà. Hồng phấn, hồng xòe, xòe xanh, xòe đỏ, mặt hoa na ná nhau. Cây số 1 này Toàn chào bán giá 1.1 triệu. Số 2 cũng 1.1 triệu. Và phấn ở phía trong. Đây cả nhà. Hai cây này đồng giá 900.000. Ngoài ra còn có một số cây 5 cánh trắng Phú Thọ đang chuẩn bị nở hoa. Đây, hoa 5 cánh trắng Phú Thọ. Cũng cùng là một chậu cây nhưng mà lúc thì ra mũi màu, lúc thì ra mũi trắng. Buổi chiều, hoa 5 cánh trắng Phú Thọ. Ngoài ra bên Toàn có 5 cánh trắng Phú Thọ, 5 cánh trắng HO đang chuẩn bị hoa. Cả nhà có nhu cầu về dòng này mà đang hoa thì có thể liên hệ với Toàn. Hoặc là 5 cánh trắng Đại Tướng. Một dòng cây mà cũng khá là nhiều anh em thích sưu tầm. Đây, một chậu cây rất đẹp. Đây, Toàn để ở đây. Toàn sẽ soi 5 cánh trắng Đại Tướng như cả nhà. Đây cả nhà, một chậu 5 cánh trắng Đại Tướng. Chậu này Toàn chào bán giá 1.5 triệu nha cả nhà. 5 cánh trắng Đại Tướng. Rất nhiều vòi hoa. Này mà đợt đó mình đi thi tác phẩm thì trúng được xe máy rồi. Khả năng trúng được xe máy rồi. Nhưng mà thời điểm thôi, thế thời thôi. Cái này nó mà dài là bắt đầu kịp nó lên thì nó thòng xuống rồi. Rất là đẹp. Nó chưa dài, chưa đủ. Này có cửa hàng rồi, chừng quá đã luôn à. Phòng khách nữa. Ok, 5 cánh trắng Đại Tướng 1.5 triệu. Toàn xin chào cả nhà. Cả nhà có nhu cầu xin liên hệ với Toàn qua Zalo 0389 634578. Xin chào.